không? Em ra đi anh. Chống ơi, chống ơi, chống ơi. Chống ơi. Rồi, vô, 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 chống lưng vô, chống lưng vô. Thank you.
Lý xin thay mặt cho tất cả các bạn nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên của sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh xin chào đón tất cả các anh chị nghệ sĩ, các quý vị báo chí, báo đài, các anh chị, các bậc phụ huynh và tất cả các quý đại biểu, các anh chị đã đến chung vui cái ngày lễ giỗ tổ ngày hôm nay. Và đồng chí xin cảm ơn tình cảm của mọi người rất là nhiều. Và bây giờ xin tuyên bố là hôm nay bắt đầu chúng ta cùng dâng hương lên cho tam vị thánh tổ của chúng ta. Chào đón sự hiện diện của chị Hạnh Sài Gòn Studio.
xin được giới thiệu với tất cả quý vị còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Xin được trân trọng chào đón và giới thiệu nghệ sĩ Cao Huy. Xin được giới thiệu sự kiện của nghệ sĩ Phương Dương. Xin được chào đón sự kiện của nghệ sĩ Phương Hùng. Thank you.
Xin được giới thiệu diễn viên Hữu Đà. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón nghệ sĩ Kiều Linh. Tên nickname là Thị Nội nè, có Tạ Huệ Trinh nè, rồi có
thì Hồng xin cô này có anh chị của con Michael show tại casino bạn rồi có ai ngồi bên kia nữa kìa, anh thấy nếu tôi không bị tổn thương. Cảm ơn các anh chị vỗ tay cho cô ơi. Đạo diễn Trần Hiếu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.